từng đêm tâm hồn thoáng u buồn, mấy năm xa người thương, và nhiều khi tình quên vùi chôn bao kỷ niệm hằng ôm ấp trong tim. Ngàn lần không là không khi tình thiếu hương nồng, mấy ai vui chờ mong. Người thì ở đầu non nhìn xuân qua môi mòn, hỏi ai sao chẳng buồn. Anh ơi khi đã xa rồi xin hỏi nhau một lời, vì đâu không chung lối nhớ phút biệt ly, em quay mặt bước đi đôi đường cách biệt, rồi còn thương tiếc làm chi. Tình đời hay hợp tan cho hình bóng vô vàn cuốn trôi theo ngày tháng. Một lần yêu vội qua thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững chưa xóa mờ, mà sao ai hững hờ. Một lần yêu vội qua thời gian chưa xóa mờ, mà sao ai hững hôm nay mình làm clip test cái chất âm và nói chung là test cái cặp loa này trước khi gửi cho một cái anh khách nha các bạn. Thì chất âm của dòng này thì nói chung mà cũng không thể nào gọi là huyền thoại được gì nữa, không quảng cáo các bạn, nhưng mà thật ra dòng là có rất là nhiều anh em ưa chuộng rồi các bạn ha. Thì hàng thì nó càng ngày nó càng hiếm dần các bạn, tại vì nó đã ngưng sản xuất rồi, càng ngày càng hiếm, và giá thì càng ngày giá nhập càng ngày lại càng lại cao các bạn đó. Thì cái nào cũng vậy thôi các bạn ha, nó đã ngưng sản xuất thì các bạn thì nhu cầu của chúng ta càng ngày càng cao, mà nó đã ngưng sản xuất thì dĩ nhiên giá nó cũng sẽ cao ha. Ví dụ như giá bên thị trường bên kia nó rẻ đi, nhưng mà khi mà người Việt của chúng ta mua nhiều quá các bạn ha, thì mua nhiều quá thì nói chung là có cung thì có cầu các bạn ha, cầu mà cao thì cung cũng sẽ cao theo thôi đó. Thì ok các bạn đó, thì dòng này thì mình về chung thỉnh thoảng mình có về các bạn ha. Thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ đăng ký kênh mình ha, có lo mới mình sẽ đăng YouTube và mình sẽ đăng trên Zalo các bạn. Thì các bạn kết bạn Zalo của mình ha, và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như để xem nhiều cái thông tin về các sản phẩm âm thanh lo đài này hơn các bạn. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc video.